kêu cái gì nhỉ? Vâng, thưa quý vị các bạn, bây giờ thì em đang muốn giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Audi A4 bản 2.0T. Rất là đẹp luôn, form dáng thì cực kỳ tuyệt vời. Màu trắng ngọc trinh kết hợp với các cái viền mạ vàng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, tuyệt vời luôn. Vâng, và chiếc xe mới đi được có 8 vạn đấy nhá quý vị nhá. Sản xuất năm 2007, đăng ký 2010. Một chiếc xe khá là ổn. Vâng, có bản phun cửa nóc luôn, cửa sổ trời khá là lãng mạn. Vâng, với kết hợp các cái túi khí trên đầu tựa người lái cũng như phần dưới thân, rồi vô lăng trước, rồi bên cả người phụ cũng thế ạ. Dạ vâng, rất nhiều túi khí luôn. Một chiếc xe sử dụng hộp số tự động, đi lại thì cực kỳ tiện lợi và an toàn. Vâng, rất là tuyệt vời. Và không gian nội thất thì cực kỳ sạch sẽ. Riêng ghế da thì vẫn còn rất là chắc chắn. Và riêng ghế da em đánh ra giá 8 điểm với chiếc xe này ạ. Vâng, và tí thì em sẽ đi quay cho quý vị các bạn những cái chi tiết của chiếc xe. Đây, những cái phần tappi cũng đều bằng da hết nha quý vị nhé. Tappi đều bằng da, điều chỉnh điện, cửa kính đóng mở quá là hịn luôn. Đó, con này điều hòa mát rượi luôn. Đây, dạ vâng ạ. Và những ai quan tâm với mẫu xe này thì cứ đến chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng, alo cho em, sẽ có xe đẹp phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, và bây giờ thì em sẽ ra ngoài để quay chi tiết về chiếc xe này cho mọi người. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu một chiếc xe rất là đẹp luôn, biển số Hà Nội 29A51082. Một chiếc xe mới nhập về cửa hàng, một chiếc xe thương hiệu đến từ Đức, thương hiệu Audi. Vâng, thương hiệu Audi 4 O tròn. Vâng, rất là đẹp luôn, một chiếc xe màu trắng ngọc trinh cực kỳ là bắt mắt. Và thưa quý vị các bạn, chiếc xe này sử dụng máy xăng 2.0 bản turbo cực kỳ khỏe và sử dụng hộp số tự động kết hợp với gẩy tay trên vô lăng. Một chiếc xe khá là ổn luôn, với form dáng thể thao cực kỳ là tuyệt vời. Và thưa quý vị các bạn, bản này là bản phun cửa nóc nhá, ghế da trần nỉ vẫn còn nguyên zin luôn. Vâng, và sơn si thì rất là đẹp luôn, màu đèn cực kỳ sáng, mọi người có thể nhìn dưới này ạ. Vâng, phần mặt lạ cũng như là phần đèn nổi bật lên luôn. Vâng, một chiếc xe đẹp. Và với giá thành chỉ hơn 200 triệu thôi thì đây là một chiếc xe cực kỳ tuyệt vời. Vâng, và bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu chiếc xe này cho mọi người. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là chiếc Audi A4 sản xuất năm 2007, lăn bánh năm 2010, một chiếc xe khá là ok. Mọi người có thể nhìn ạ, ngoại quan màu trắng ngọc trinh rất là bắt mắt, đặc biệt là logo 4 vòng tròn kết hợp nổi bật lên đầu mặt ca lăng. Vâng, rất là đẹp luôn. Và thực nói thì hữu thực với quý vị các bạn là con này là con đầu tiên em quay của hàng Audi đấy ạ. Vâng, thực sự là xe rất là đẹp luôn, form dáng đẹp thể thao, bảo sao mà những người giàu luôn ưa thích những cái dòng này. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc xe biển Hà Nội luôn, 29A51082, màu trắng ngọc trinh khá là bắt mắt, hạn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Và lốp thì sử dụng 4 lốp vẫn còn rất là mới, lốp ly lông. Vâng, con này vành la răng 17 inch, ngôi sao kép rất là đẹp luôn, lốp 215 tỷ lệ 4:5. Và riêng lốp này thì cũng hơi cũ theo thời gian rồi, nhưng cũng vẫn rất ok. Đặc biệt là phần đèn, em muốn quay đi quay lại phần đèn, mọi người có thể nhìn phần đèn ạ. Vâng, phần đèn thì rất là sáng bóng luôn, bầu đèn sáng bóng trong luôn. Và con này đi buổi tối thì rất là đẹp, và form dáng của hãng Audi thì không chê vào đâu được rồi. Vâng, em không muốn giới thiệu nhiều luôn, mọi người có thể nhìn ạ, rất là đẹp luôn. Vâng, vành la răng vành 17 inch ạ, và kết hợp phanh ABS an toàn với phanh đĩa trên cả 4 bánh luôn. Phanh rất là an toàn, phanh rất là ăn. Bên này thì gương chiếu hậu của chiếc xe thì đã được bọc chi tiết chống mất trộm gương. Mọi người có thể nhìn lại chi tiết mất chống mất trộm gương, vì gương của chiếc xe này rất là đắt luôn. Vâng, cửa kính thì gần như là trông như kiểu kính một chạm ấy ạ. Vâng, đây rất là đẹp. Vâng, cánh cửa thì tổng thể là một màu trắng ngọc trinh luôn. Đó, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, rất là đẹp.
Vâng, và phần tapi cửa mọi người có thể nhìn là bằng da nhá. Tất cả các chi tiết bằng da này, sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Con này thì bằng tay, người ta làm bằng tay luôn ạ. Vâng, và cửa kính đóng mở thì vẫn còn chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường nhá quý vị nhá. Cửa kính một chạm luôn. Đấy, nói chung là những cái chức năng này hoạt động hoàn toàn bình thường, mọi người thực sự là yên tâm. Riêng cột kèo keo chỉ bên em đảm bảo cho mọi người. Đây mọi người có thể nhìn ạ, cột kèo thẳng căng luôn. Và riêng sơn si của hàng châu Âu thì nó bóng lừ luôn đấy quý vị nhá. Nó bóng nhưng nó không như cái kiểu là hàng Việt Nam hay là hàng Trung Quốc ạ. Vâng, còn riêng bản lề đặc biệt luôn. Bản lề theo khớp có nghĩa rằng có thể mở theo chế độ đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Đóng mở chế độ đàng hoàng, không phải là cứ nhất thiết là phải mở ra là hết cỡ hoặc là mở vào. Còn ghế của lái của chiếc xe thì được sử dụng là ghế điện, điều chỉnh điện luôn. Rất là tiện lợi luôn. Vâng, và có biểu đồ áp suất lốp ở đây. Con này thì rất là hiện đại. Tí nữa thì em sẽ đi chi tiết ở cái khu vực này cho mọi người. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp. Và em phải nhanh chân nhanh tay mãi mới có được chiếc xe này. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn ạ. Phần bản lề của chiếc xe khá là ổn luôn. Vâng, phần tapi thì cực kỳ sạch sẽ và bằng da. Và riêng con này, âm thanh của chiếc xe này thì đảm bảo quý vị âm thanh châu Âu nhá. Không bao giờ phải nghĩ ngợi đến chuyện là âm thanh dè. Âm thanh cực trong, bát chét, đập rõ ràng luôn. Vâng, và gioăng cao su, mọi người có thể nhìn là gioăng cao su rất là mới. Và đặc biệt là các cái gioăng chống ồn đây. Gioăng chống ồn thì vẫn còn rất là mới, ta lông vẫn còn đẹp. Vâng, và keo chỉ cánh này thì không phải nghĩ luôn. Nội thất ghế da trần nỉ là nguyên bản luôn nhé quý vị nhá. Ghế da đã theo thời gian rồi. Ghế da con này em đánh giá 6 điểm. Và ghế da thì rất là chắc luôn. Ghế da cực kỳ chắc. Có cả vẫn còn túi khí ở đây cho người lái cũng người ngồi ở hai bên ghế cũng như hai bên cửa. Vâng, rất là đẹp luôn. Phần đằng sau mọi người có thể cùng em nhìn ạ. Đấy, xe rất là đều. Con Audi A4 này quá là tuyệt vời. Vâng, phiên bản 2.0 turbo. Wow, không gian đằng trong này càng rộng rãi hơn. Vâng, mọi người hãy cùng em nhìn ạ. Đặc biệt là phần bên dưới này, các cái con ốc thì zin đẹp luôn, sơn si đẹp, keo chỉ đẹp này. Đấy, keo chỉ căng luôn. Vâng, chưa mất một phân ni nào luôn nhé quý vị nhá. Vâng, thưa quý vị các bạn, chưa mất một phân ni nào luôn. Đây, đoạn này mất rồi. Đoạn này là bị mất rồi, nhưng mà không sao, chuyện bình thường. Vâng. Đấy, mọi người có sao thì bên em nói vậy ạ. Vâng. Không gian bên trong thì cực kỳ rộng rãi. Chỗ này phải được hơn một khối luôn để tha hồ đồ luôn. Vì phần đuôi rất là dài, một mẫu sedan nhìn bên ngoài thì ngắn nhưng mà bên trong rất là rộng rãi, thoải mái. Đấy, không gian để đồ thì cực kỳ rộng rãi luôn. Vâng, đấy lốp sơ cua của chiếc xe nhá quý vị nhá. Lốp zin đây. Lốp zin rồi cũng như các bộ đồ nghề để đầy đủ luôn, vẫn còn zin và đã được lót chống ồn rồi. Lốp đóng khuôn rất là sâu. Vâng. Đấy, lốp liếc các thứ đầy đủ thế mà. Không gian để đồ quá là rộng rãi. Vâng, và thảm nỉ mọi người có thể nhìn này. Thảm nỉ cực kỳ sạch sẽ. Và đây có cái nãy an toàn. Nếu mà chẳng may có trẻ em hay là có người ở trong này thì có thể tự mở ra để thoát ra ngoài. Vâng, rất là tiện lợi, rất là an toàn. Vâng, một chiếc Audi A4 bản 2.0T. Rất là đẹp luôn. Vâng, tiếp theo đây mọi người có thể cùng em nhìn ạ. Lốp bên này cũng rất là mới, phanh đĩa trên kết hợp ABS ạ. Vâng, còn bên này phần tapi rất là sạch sẽ và bằng da. Da thì vẫn còn rất là mịn, chưa có dấu hiệu lì. Đấy, da mịn chưa lì luôn, vẫn còn sần. Và đây mọi người có thể nhìn là keo chỉ căng đét đẹp luôn. Vâng, cũng như là gioăng cao su hay là các cái gioăng chống ồn. Vâng, rất là nét. Và đặc biệt những cái chi tiết mạ chrome là kim loại sáng bóng luôn, chứ không phải là nẹp chrome giả như các hàng Việt Nam hay là Trung Quốc. Vâng, một chiếc xe đến từ châu Âu. Dây đai an toàn chơi hẳn 3 cái cơ, 3 ghế. Đấy, rất là hiện đại luôn. Đấy, các chức năng hoạt động vẫn còn rất là ổn luôn. Đấy, đấy, đồ nghề các thứ rất đầy đủ. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng. Vâng, đấy. Ghế da thì tương đối rồi. Thôi, không vấn đề gì. Đấy, bên trên này cũng thế với nhau. Mọi người có thể nhìn phần tapi của cánh cửa rất là lì. Da rất là đẹp luôn ạ. Vâng, da rất là đẹp. Chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, chức năng điện của chiếc xe này hoạt động hoàn toàn bình thường. Những chiếc xe này thì hầu như là chất lượng thì châu Âu rồi, nên là mọi người thực sự là yên tâm. Bản lề chuẩn chỉ luôn, sơn zin, sơn zin nhé quý vị nhá. Vâng, đấy. Và bây giờ thì em sẽ đi vào cái phần chi tiết bên trong nội thất của chiếc xe này.
Vâng, một chiếc Audi A4 bản full cửa nóc, máy turbo, quá là đẹp. Vâng, rất là hiếm khi mà em kiếm được một chiếc Audi này để quay. Đợt trước em bị lọt mất một con rồi. Vâng. Vâng, thưa quý vị các bạn, em đang ngồi trong khoang lái một chiếc xe mà chạy được 8 vạn nha quý vị nhá. Vâng, chạy được 8 vạn kia, 5.200 miler. Cái này tính miler là dặm thì là tầm 8 vạn đó. Tất cả các cái đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng. Đấy. Và đặc biệt là túi khí cho người lái này, túi khí này. Xong rồi logo Audi nổi bật rất là đẹp luôn. Còi. Còi khá là to. Vâng. Cái nút âm thanh điều chỉnh luôn ở trên này bằng vô lăng. Vâng, bằng vô lăng. Và bên này thì điều chỉnh chế độ của đầu đĩa bên này. Rồi xi nhan các cái chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Rồi cruise control đây nhá quý vị nhá. Cruise control đây, cài đặt tốc độ đây. Vâng, rất là tiện lợi, rất là ok luôn. Vâng, còn đây là các cái nút gạt khi mà để chế độ sport để mình đi. Rất là tiện lợi. Vâng. Và đặc biệt là phần đầu đĩa, mọi người có thể nhìn là đầu 6 đĩa này, đầu 6 đĩa rất là đẹp. DVD âm thanh thì nổi trội luôn, và đặc biệt là phần điều hòa auto, quạt gió auto điều chỉnh luôn. Và đây thưa quý vị các bạn, đây chính là tay cần số tự động của chiếc xe. Cần số tự động của chiếc xe, dạ vâng, rất là hiện đại luôn. Vâng, còn cũng như tay phanh. Vâng, nói chung là các chức năng hiện đại. Vâng, cửa sổ trời đây, cửa sổ trời này, rất là lắm chức năng luôn. Vâng. Và đấy, núm chỉnh gió này, rồi đèn đóm đầy đủ luôn. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường và rất ok. Không gian đằng sau thì cũng rất là rộng rãi nhá, với dạ khít luôn. Bây giờ thì chúng ta đi đến khởi động động cơ, sau đó thì đi đến khoang máy để cùng cảm nhận ạ. Vâng, đấy thưa quý vị các bạn, em khởi động động cơ rồi đấy. Động cơ chạy khá là êm, khởi động cực kỳ nhẹ nhàng, khá là êm. Và bây giờ chúng ta đi đến khoang động cơ đây. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe Audi A4 bản turbo. Đấy, mọi người có thể nhìn nhá, logo Audi cũng chữ turbo nổi bật. Rồi động cơ 2.0 FFY rất là đẹp luôn, FSI. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Các cái phần pin, và đặc biệt là ắc quy con này khá là to, để nổ phát được ngay. Ắc quy thì khá là bền luôn. Vâng. Con này đã cũ theo thời gian này nên mọi người cũng thực sự thông cảm. Các cái chi tiết như là phanh ABS này, an toàn này, rồi củ đề. Ôi, con này củ điện phát điện to phết. Vâng. Các cái chi tiết thì hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Nói chung là một chiếc xe từ 2010 lăn bánh đến bây giờ thì như thế này là quá ổn rồi. Vâng, rất là đẹp luôn, răng cột kèo thẳng căng luôn. Vâng, nói chung là cũng có va chạm một chút nhưng không sao. Chiếc xe này cũng tương đối thế là ổn. Vâng, ốc ác thì zin chuẩn chỉ, chưa tháo mở. Vâng, và phần nắp cabo, mọi người nhìn này, nhôm nguyên khối này. Vâng, nắp cabo, khung nhôm, rất là đẹp luôn. Vâng, và có chống bằng piston thủy lực. Đấy, các cái phần răng cột rất là đẹp, form dáng đẹp, kiểu dáng đẹp. Vâng, đây là catalog của chiếc Audi A4 đấy. Đấy, rất là có rất là rõ ràng luôn, một chiếc xe 2007 ạ. Con này thì chống trơn trượt từ nhiều chức năng lắm, nói chung là full chức năng luôn ạ, rất là ổn. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Buzi Auto tại chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Audi A4 sản xuất năm 2007, phiên lăn bánh 2010, phiên bản máy xăng 2.0 turbo, rất là đẹp. Đấy, cửa đóng mở êm khít luôn quý vị nhá. Vâng, và với giá tiền chỉ hơn 200 triệu một chút thì đây là một chiếc xe cực kỳ là ok. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy nhanh tay gọi điện cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926 ạ. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và rất vui nếu quý vị các bạn like kênh và chia sẻ giúp Vũ Duy Auto để cho tất cả mọi người đều biết đến những chiếc xe đẹp. Vâng, Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video cũng như chia sẻ giúp Vũ Duy Auto.
Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em đã giới thiệu một chiếc xe với giá tiền chỉ hơn 200 triệu một chút thôi. Đã mua được một chiếc Audi A4 thương hiệu đến từ châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Đức. Sản xuất năm 2007 và lăn bánh năm 2010. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp và với giá thành cực kỳ rẻ. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này, hãy nhanh tay đến alo cho em để nhận được báo giá chính xác nhất và chiếc xe đẹp nhất. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau ạ. Xin chào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.